À, chị ơi, đây nhà em đang chuẩn bị xuất phát bà con ơi. Đây đó, toàn là đội hình hôm nay là đi chiến đấu đó. Đội hình không thể thiếu em nha, em đứng cầm máy thôi. Đây đội hình nhà em nay phong phú không bà con. Đó, trời ơi, không thể thiếu anh này là đội hình em không xuất phát được. Đấy. Trước tiên cho Thảo gửi lời chào chân thành tất cả mọi người nha. Chúc cả nhà mình vui tươi hạnh phúc nha. Có đầy đủ sức khỏe luôn. Đội hình của Thảo hôm nay hơi khủng khiếp, chốt đầy xe luôn. Nhất là cái con này nè, từ 6 sáng từ Thụy Điển đi qua luôn. Còn đây đội nhà thôi. À, không thể nào thiếu chị ấy. Đấy, chị mày này mà không có là không được nha. Đấy, bà con ơi xuất phát thôi. Thôi lận là... kêu em đi về ngang nước em. Đang sạc pin xe này, giờ vô cái xăng mua cà phê uống nha bà con. Đó, đây là nguyên một cái bãi sạc pin xe. Đó, xe mình cũng đang sạc ở đây. Mua một chút bánh với nước ngọt uống như nước cà phê nha mọi người. Tao giận lên luôn á. Tới rừng rồi nha bà con. Ui chị hai có nhiều cái bè kinh lắm luôn á. Nhưng mà em phải lên cái ngọn núi ở ngoài sau lưng nè. Mới nhiều bà con ơi, phe bà con nha. Nãy hấp bí đâu con. Nãy hấp bí mà quên phe, vào phe với nhầy. Bà con thấy không, nè bí nè. Cao nghiệu nghiệu luôn đó, bí nè. Rồi bà con ơi nha, nó bí đó. Cái núi nó đi thẳng. Nó cao mà đứng trên này nhìn đẹp lắm. Thôi bà con thông cảm nha, không có mình em có. Ngon. Núm rồi bà con. Núm làm nhà luôn. Đem theo, ngon. Ăn với bí. Ăn nóng luôn rồi bí thấy ghê không hả? Bí nó dẻo mà nó ngọt, không có lời diễn tả luôn á. Thôi đừng rồi, còn đâu nữa không? Đi hái núm thì giống như là đi mò kim đáy biển bà con ơi. Đó, cứ như thế này mà đi thôi. Ở bên đó là có cái núi đó. Leo núi thử. Ơi! Đi nha, leo núi nè bà con ơi, bà con đi thấy núi không, toàn là núi không. Ây da, đi rừng rất là khỏe. Ôi da, lên đó rồi đó hả? Ủa leo núi rồi nè.
Ở đâu? Cái lưng gà hằng hằng lưng gà trên cái núi ở dưới á. Dưới thung lũng nó hằng hằng lên cái núi. À, hằng hằng lên núi. Đang ở trên núi rồi. Trời ơi, đi thấy nấm hả? Trời ơi, đi là phải ao ạt. Đâu là hằng cái. Ừ. Sướng, sướng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ơ, ai mà nói tao bệnh đâu. Đây. Đây mọi người thấy chưa? Có gì bừa mấy cái cây rồi nó đẹp xinh lắm. Đây. Đấy. Rồi đằng thằng thôi có xe kéo về em nè. Xong.